Uông Tiểu Phi có tình mới ngay sau khi ly hôn, Từ Hy Viên nói một câu nghe xót lòng. Sáng 22 tháng 11 qua đại diện, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đồng xác nhận ly hôn. Họ tuyên bố với truyền thông, sau khi nghiêm túc cân nhắc, cả hai quyết định chấm dứt hôn nhân trong hòa bình và đang trong quá trình tiến hành các thủ tục liên quan. Dù chia tay, họ vẫn là bạn bè và cùng tiếp tục nuôi dạy con cái. Văn bản nhấn mạnh Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã có duyên gặp nhau, cùng trải qua quãng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp. Dù chia tay, họ đều biết ơn sự đồng hành của nửa kia. Cả hai mong cơ quan truyền thông công chúng tôn trọng lựa chọn và cho họ không gian riêng tư. Em gái Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ nói trên báo chí về chuyện chị gái chia tay. Chị tôi đang trên đường thay đổi hạnh phúc. Trên Apple Daily, người đẹp 45 tuổi cho biết Uông Tiểu Phi hiện sự nghiệp khởi sắc đẹp trai, không khó để tìm bạn mới. Cô nói, mong anh ấy gặp được người phù hợp hơn, tốt hơn tôi. Hiện doanh nhân Uông Tiểu Phi bị đồn hẹn hò cô gái ngoài 20 tuổi, xinh đẹp giàu có. Anh lẫn Từ Hy Viên chưa phản hồi điều này. Từ Hy Viên cho biết tâm trạng bình tĩnh khi quyết định ly hôn. Cô giải thích lý do tan vỡ rất ngắn gọn bằng câu băng đông tam xích, phi nhất nhật chi hàng. Có nghĩa là nước đã đâm đá đến ba thước, trời đâu phải chỉ lạnh có một ngày. Ý nói vợ chồng trục trặc từ lâu mới quyết định ly hôn. Nữ diễn viên nhấn mạnh, tôi và Tiểu Phi sẽ mãi mãi là bạn và cha mẹ của những đứa con. Ngôi sao Đài Loan cho biết Uông Tiểu Phi rất yêu và gần gũi con, những đứa trẻ sẽ luôn thuộc về anh. Con trước mắt sẽ sống với tôi, nhưng sau này chúng có thể sống ở bất cứ đâu theo ý muốn. Từ Hy Viên phủ nhận đơn phương ly dị. Ly hôn là quyết định chung của chúng tôi, mọi thứ đều bình yên. Khi được hỏi có hối hận khi chia tay chồng, cô nói không, thậm chí còn cảm ơn anh rất nhiều vì đã ở bên cô những năm qua. Cô hy vọng chồng sẽ tìm được người phù hợp hơn với mình trong tương lai. Theo Sina, thời điểm Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi đồng tuyên bố chia tay, thông tin họ ly dị là cụm từ tìm kiếm hot trên mạng xã hội. Một số tin đồn cho hay vì Tiểu Phi là người Bắc Kinh nên việc mua nhà đất ở Đài Loan gặp khó khăn về pháp lý. Do đó khi còn là vợ chồng, mọi bất động sản Từ Hy Viên đều đứng tên. Năm trước thời điểm sự nghiệp của Uông Tiểu Phi gặp khó khăn do dịch bệnh, Từ Hy Viên được cho là đã bán 2 căn hộ cao cấp trong số các bất động sản họ sở hữu. Hiện tại khối tài sản của vợ chồng họ chỉ có khách sạn S và một căn hộ cao cấp. Theo Sina, nguyên nhân chia tay đến từ việc họ xung đột trong tính cách và lối sống. Mỹ nhân xứ Đài khó chịu vì liên tục phải xin lỗi, giải quyết rắc rối do chồng gây ra. Mỗi khi Uông Tiểu Phi uống say, anh thường xuyên phát ngôn nhạy cảm trên mạng xã hội và gây tổn thương tinh thần vợ. ET Today cho biết cuộc sống gia đình lục đục khiến Từ Hy Viên căng thẳng tâm lý, sa sút sức khỏe. Trong khi đó, bà Trương Lan, mẹ Uông Tiểu Phi, chiều 22 tháng 11 livestream nói thương con trai vất vả. Bà kể Uông Tiểu Phi những năm qua gánh gồng vất vả vì đại dịch, kinh doanh khó khăn. Bà mong mọi người ủng hộ cửa hàng sắp khai trương của con trai. Trước chia sẻ của bà, nhiều người vào khen Uông Tiểu Phi là người đàn ông tốt tử tế. Có người còn mong anh sớm lấy được cô vợ Bắc Kinh tốt, hiểu chuyện và nói Từ Hy Viên quá ích kỷ. Theo truyền thông Hoa ngữ, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đang tiến hành phân chia tài sản. Tài sản bao gồm 3 căn nhà, tổng trị giá 600 triệu đài tệ, 21,5 triệu đô la Mỹ và khách sạn S tại Đài Loan hiện kinh doanh ổn định, trị giá 350 triệu đài tệ, 12,6 triệu đô la Mỹ. Báo Đài Loan đưa tin đơn ly hôn của Từ Hy Viên được tòa chấp nhận, đang trong thời gian thụ lý. Tòa án sẽ là đơn vị trung gian hòa giải, phân chia tài sản cũng như nuôi con của đôi vợ chồng. Một nguồn tin thân cận cho hay hai vợ chồng đều chỉ định luật sư uy tín để xử lý các thủ tục ly hôn. Từ Hy Viên chỉ định Lại Phương Ngọc, người nổi tiếng trong giới luật sư, cần xử lý vụ ly hôn của cặp sao Trương Thanh Phương, Tống Học Nhân, giải quyết vụ ly dị. Theo quy trình, hai bên luật sư sẽ thương lượng về tài sản và con cái. Sau khi đạt được sự đồng thuận, hai phía đến tòa án để tiến hành ký biên bản hòa giải dưới sự chứng kiến của tòa. Đơn xin ly hôn sau đó sẽ được giải quyết. Theo Sao Bao, chuyến thăm của Uông Tiểu Phi tới Đài Loan hồi cuối tháng 10 không phải để hòa giải trục trặc với vợ mà là bàn các thủ tục ra tòa.